Rồi hello, xin chào anh em nha, xin chào anh em trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi anh em. Rồi thì em lên cho anh em một số đồ nghề thanh lý anh em ha, thì giá là chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Thì anh em mình mua thì mấy cái đơn hàng này là bao gồm đã bao gồm phí vận chuyển luôn nghe anh em đó, giá là đã bao gồm phí vận chuyển ha. Rồi anh em xem xong thì cho em xin một like, nhớ nhấn vào cái nút đăng ký kênh anh em ha, và bật cái chuông thông báo lên. Rồi có kìm cắt kẽm nè, kéo tỉa bonsai nè, kéo giải nè, kéo bướm nè, và một cái combo đồ này nè, kéo cắt ton nè ha, và một cái kéo cắt kẽm nữa này anh em. Rồi đầu tiên là mã số 1 đi ha, một cây đồ nghề anh em, một cây kéo cắt kẽm nè. Cây này bán cho anh em 250 anh em ha, kéo cắt kẽm 250, cây này rất là liền lạc ha, miệng mà mồm gì không có mẻ anh em ha. Hình như cái chỗ này nó có chữ chỗ này nè, mà nó bị gỗ ngay chăng cái chữ anh em ha. Rồi số 1 kìm cắt kẽm 250. Rồi hai cây kéo tỉa, hai cây này bán cho anh em 150.000 ha, hai cây 150.000 đã bao gồm phí vận chuyển anh em ha, lưỡi ok nha. Cây này có chữ không ta, cây này có mọc kiện chỗ này nè, chỗ ngón tay em đây nè anh em, lưỡi thì ok không mẻ nha, xe dài hay tắt. Rồi số 2 cặp kéo tỉa bán cho anh em 150. Số 3 là một cái combo kéo 2, 4, 5 cây nè, 5 cây ha, 5 cây, một cây cây Tokyo nè, và chốt đồng anh em ha, lưỡi ok anh em. Rồi đây một cây kéo bướm dài nè, kéo này sẽ dài 2 tấc nè. Đó, đây một cây kéo bướm đó nè, cây này dài 16, 17 gì nè, 18 ha, kéo có mọc luôn nha. Rồi cây này thì không mọc anh em, dài 18, 18, 19 không à. Rồi có cây này khá là dày dặn nè, cây này cũng có mọc kiện luôn nha. Một cây, cây này sẽ dài 21, 22 anh em, 1, 2, 3, 4, 5 cây. Rồi 5 cây này em bán cho anh em là 300.000 nha, 5 cây 300k đã bao gồm phí vận chuyển nha. Rồi tiếp tục cái mã này bán cho anh em 300.000 nè, bao gồm phí vận chuyển luôn nha, 300.000. Đây đó, một cây kìm cắt kẽm nè, lưỡi thì không mẻ nha anh em ha, đó lưỡi không mẻ ha. Và một cây kìm cắt ton, cây này của Gia Băng luôn nha, MCC Gia Băng, nó mắc cái lò xo anh em. Đây một cây này cắt cái gì nè, để cái lò xo ăn sụn vô đây, hoặc là cái lò xo quấn quấn ha, nó có đồ phá lử. Cây này cắt cành nha anh em ha, cây này cắt cành đó. Rồi một cái số 4 này bán cho anh em là 300.000 ha, 300.000 đã bao gồm phí vận chuyển nha anh em. Rồi anh em mua thì cứ liên hệ em qua số điện thoại hoặc là qua Zalo số 081 507 2225 nha anh em. Rồi xin kết thúc clip ha.